giao mình về làm nha. Tắt nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đã trở lại kênh Việt Vlog. Thì ngày hôm nay ở nhà mình sẽ làm cái món lòng heo mình khìa với lại nước dừa nha mọi người. Thì sáng nay mình cũng đi chợ, mình cũng mua được ít lòng nha. Với lại cải, xà lách, cà chua. Hôm nay mình làm cái món lòng heo khìa nước dừa này thì mình ăn kèm với lại bánh mì nha mọi người. Ở đây thì nước dừa, ở đây thì hành tỏi, ở đây thì mình cũng có một bịch ủ vị hương nha, để một hồi mình ướp vô lòng nha mọi người. Và tất cả mọi người theo chân gia đình mình vào bếp nha. Hành tím với lại tỏi luôn nha mọi người. Ở đây cái nước này mình bắt lên để mình trụng lòng sơ qua cả nhà mọi người. Ở đây cái mình trụng lòng thì mình cũng bỏ thêm một ít gừng nha. Ở đây thì mình cũng cho thêm một muỗng nước mắm nha mọi người, cho cái phần lòng mà nó bớt đi cái độ hôi đó nha. Cái phần lòng thì ở đây mình cũng đã trụng sơ qua rồi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Ở bên đây thì hành tỏi, ở đây mình cũng đã bầm ra xong rồi nha. Ở đây thì mình cũng ướp vô cái lòng mới gia vị nha mọi người. Ở đây thì bột ngọt, hạt nêm với lại đường, tiêu, một ít muối mình sẽ cho vô trong trong lòng. Ở đây mình ướp với cái lòng thì ở đây mình cũng cho thêm một ít vị hương nha mọi người. Ở đây thì mình cũng cho thêm một ít sa tế tôm. Ở đây mình cũng cho thêm khoảng một muỗng nước tương nha. Ở đây mình tiếp tục mình cho hành tỏi băm vô luôn nha mọi người. Ở đây mình trộn lên cho tất cả gia vị thấm vô lòng, rồi mình để khoảng 30 phút bắt đầu mình mới đem đi mình khìa nha. Ở đây bây giờ mình bắt chảo lên để bắt đầu mình khìa cái ruột nha mọi người. Thì ở đây chảo bây giờ mình cũng cho thêm một ít dầu ăn nha. Ở đây bây giờ dầu cũng đã nóng rồi nha mọi người. Giờ tiếp tục mình cho hành tỏi băm vô luôn nha. Hành tỏi bây giờ cũng đã vàng rồi nha mọi người. Giờ tiếp tục mình cho lòng vô nha.
Ở đây mình cũng cho một ít nước dừa vô đây nha mọi người. Ở đây bây giờ cái phần lòng này cũng đã săn rồi nha mọi người. Giờ tiếp tục mình cho nước dừa vô nha. Ở đây bây giờ có phần nước dừa thì mình cũng đã cho vô rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ nấu cho nó cạn lên luôn nha mọi người. Ở đây bây giờ xà lách thì mình cũng lật luôn nha mọi người. Cái loại xà lách cây này của Đà Lạt giòn ngon. Cái cây xà lách này nó ngộ ta, không giống như xà lách kia. Ở đây mình nấu bây giờ khoảng chừng này, nãy giờ khoảng chừng 20 phút rồi nha mọi người. Bây giờ thì cái nồi lòng mà kia nước dừa của mình bây giờ nó cũng đã cạn rồi nha mọi người, xem nha, nó rút từ từ, nó rút cạn bắt đầu cái màu nó mới chuyển, nó mới đẹp nha mọi người. Mình nấu bắt đầu nó rút như vậy, bắt đầu nó nhanh cạn lắm nha mọi người, chịu khó mình phải chở nó nha. Ở đây mọi người thấy không? Ngã màu rất là nhanh nha. Sắc cái kiểu này xuống rồi bắt đầu là cái nước dừa của mình nó sẽ tạo lên cái màu rất là đẹp. Với lại ở đây mình cũng có cho thêm một ít ngũ vị hương. Cái sa tế tô. Ở bên đây thì mình cũng sắp xà lách ra dĩa nha mọi người. Ở đây như vậy thì cái món lòng khìa nước dừa của mình cũng ngày hôm nay chị nhà chỉ ăn pháo lấu nha mọi người, pháo lấu với lại bánh mì nha, và tất cả mọi người ăn pháo lấu cùng gia đình mình luôn nha. Chấm cái nước này.
chứ nó để nó. Và tất cả mọi người nha. Nói là làm ăn cũng được, mà nhậu cũng được mọi người. Nó nấu mà ăn bánh mì nữa ngon. Đây là bây giờ mình cho cái miếng này phá lấu vô đây, cải xà lách vô đây. Hết nó giòn ghê. Cái này cái xà lách của Đà Lạt này mọi người, nên ăn rất là giòn. Cho nó vậy. Mời tất cả mọi người nha. Không gì rất dễ. Nó ngọt hơn. Chấm chấm nhảy thua luôn.
cái ớt nữa. Nào mọi người. Video mình cũng đã dài nha mọi người, mình tạm thời kết thúc nha, hẹn lại mọi người video tiếp theo nha. Mọi người xem clip thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ gia đình mình nha, nếu gia đình một like, một chia sẻ, một cái kênh nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.